2 năm qua, lượng khách đến với Bảo tàng Hà Nội đã tăng gấp 4 đến 5 lần trước kia. Những hàng cây xanh mát cùng những cảnh quan được tô điểm hòa trong một không gian kiến trúc hiện đại độc đáo đã thu hút hàng trăm lượt bạn trẻ đến đây check-in chụp ảnh mỗi ngày. Khuôn viên ở đây thì rất nhiều cây xanh và có những hiện vật trưng bày ngoài trời nữa, và nó cũng một phần phù hợp với cái công việc chụp ảnh về liên quan đến thời trang của em ấy. Em quay lại đây lần hai thì thấy thay đổi nhiều, mà thật sự là rất là nhiều cái cảnh đẹp chụp ảnh. Thích chụp ảnh nên là đến đây rất là thích, rất là vui. Em nãy giờ cũng chụp được rất là nhiều cái ảnh đẹp rồi. Các hoạt động trải nghiệm như dự án vụn át, làm tranh, làm đồ vật từ vải vụn hay trải nghiệm làm nón lá cũng mang đến cho khách tham quan tại đây nhiều cảm giác thú vị. Hôm nay thì em được tự tay trải nghiệm làm những cái sản phẩm từ vụn vải. Em được nghe những cái câu chuyện truyền cảm hứng về những cái tác phẩm đấy để mình có thể hiểu hơn về cái môn nghệ thuật này. Em còn được biết là đây là một dự án để tạo việc làm cho người khuyết tật. Em cảm thấy nó là một hoạt động rất thú vị và nhân văn. Đề về câu chuyện của Hà Nội, rồi là những cái câu chuyện của về cổ vật, câu chuyện về các cái làng nghề, đặc biệt là cái chuyên đề về vụn át mà chúng tôi cũng là người mà cùng với cả vụn át xây dựng lên, đặc biệt là giới trẻ được trải nghiệm. Và một mặt nữa là cũng không thể thiếu được, đó là cái công trình Bảo tàng Hà Nội cũng được quan tâm và duy tu thường xuyên, nên nó như một công trình nghệ thuật ấy. Hà Nội thì hiện có 18 bảo tàng, cùng với đó là 5.000 di tích. Đây cũng là nơi lưu giữ những ký ức của lịch sử và những giá trị văn hóa trường tồn. Hàng triệu triệu các di sản vốn thì chỉ nằm trong một tủ kính, thế nhưng nay lại có cơ hội để đến gần hơn với công chúng bằng rất nhiều cách sáng tạo khác nhau. Vâng, có thể kể đến như là các tour độc đáo hay là giao lưu về giáo dục về di sản, cũng như là giao lưu gặp gỡ với các nhân chứng. Cùng với đó thì các sản phẩm du lịch đêm tại các di tích của Hà Nội thì cũng đang khoác lên mình một màu áo mới cho du lịch thủ đô. Và đây cũng là một trong những định hướng của phát triển du lịch của thủ đô, hướng đến một mục tiêu đón 22 triệu lượt khách du lịch đến thủ đô Hà Nội trong năm nay. Lần đầu tiên, tour du lịch đêm Hồn quê làng Việt đã được triển khai tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Trong tour này, du khách được tìm hiểu kiến trúc tòa nhà Bắc Cổ. Công trình mang dấu ấn kiến trúc Đông Dương cùng nhiều hiện vật quốc gia đang được lưu giữ tại đây. So với việc tiếp cận qua sách vở thì mình cảm thấy là mình được trải nghiệm thực tế và mình cảm nhận những cái giá trị lịch sử ở một cái khía cạnh nó thực tiễn. Cảm thấy là nó là một cái hoạt động mà rất là lý thú cho người tham gia, đặc biệt là về ban ngày. Còn bận đi học, đi làm thì có thời buổi tối có thể dành ra một chút thời gian để tập văn hóa và thư giãn như thế này. Điểm nhấn đặc biệt trong tour du lịch đêm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là du khách được bật mí về kỹ thuật đúc trống đồng, thanh âm và cách đánh trống đồng ngọc lũ. Du khách như được hóa thân thành người Việt cổ trong một không gian đặc biệt vào các tối thứ Bảy, Chủ nhật, mùa hoa gạo ở làng Bắc Cổ. Chúng ta đã từng biết đến trống đồng, từng xem trống đồng và từng nghe trống đồng, nhưng đã ai đã được đánh trống đồng và được nghe âm thanh của trống đồng chưa? Thì chắc chắn tôi nghĩ là chưa. Chúng ta buổi tối ngày hôm nay thì đây là một cái trải nghiệm đặc biệt và lần đầu tiên quý khách được làm việc đó. Di tích nhà tù Hỏa Lò mới đây cũng đưa vào hoạt động hành trình trải nghiệm đêm thiêng liêng 3 Lửa Thanh Xuân sau thành công thu hút khách từ 2 tour đêm trước đó. Chuyến du hành mới này có nội dung hấp dẫn với nhiều hoạt cảnh tái hiện chân thực cuộc sống khắc nghiệt trong nhà tù Hỏa Lò. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm này tiếp tục trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Cảm xúc nó vỡ òa ấy, bởi vì tôi cũng đi xem kịch nói nhưng mà chưa bao giờ tôi cảm giác nó như thế này. Bởi vì nó không phải chỉ là sự thăng hoa của nghệ thuật đâu, mà nó thật sự chạm đến trái tim. Ngoài ra, Bảo tàng Văn học Hoàng thành Thăng Long cũng đang khai thác tour du lịch đêm hiệu quả. Vâng, ứng dụng khoa học công nghệ trong kỷ nguyên chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, bảo tồn các di sản văn hóa một cách bền vững, khoa học, hiệu quả và đạt thực tiễn rất cao. Vâng, và ứng dụng công nghệ số trong bảo tàng hay các khu di tích lịch sử thì cũng như vậy. Sau khi mà áp dụng thì đã ngay lập tức cho thấy những hiệu quả vượt trội. Đã quét mã để mở khóa app rồi, mình sẽ vào chỗ bộ sưu tập để lựa chọn tour bảo tàng quốc gia đẹp. Du khách chủ động chọn khu trưng bày, thích thú lắng nghe những câu chuyện đằng sau mỗi bảo vật, mỗi bức tranh sơn mài bằng ứng dụng số. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh có sẵn tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, du khách được hướng dẫn tải app nhanh chóng và cách tìm hướng dẫn những hành trình khám phá bảo vật.
đơn giản nhưng vô cùng hấp dẫn, và quan trọng là họ có thể đi một mình hoặc đôi, nhóm, không cần hướng dẫn viên. Một xu hướng tất yếu nếu Bảo tàng Việt Nam không muốn tụt hậu. Đây chỉ là một ví dụ cho thấy công nghệ đã mang tới những trải nghiệm mới mẻ cho khách khi đến với Việt Nam. Và em khá là thích tour bảo vật quốc gia, thì đến đây em đã trải nghiệm được hết bảo vật quốc gia ở đây và thấy thông tin đây khá là hữu ích đối với kiến thức của em và cho chuyên ngành sau này của mình ạ. Ứng dụng iMuseum VFA thì đã cho em một cái trải nghiệm rất là thú vị. Thứ nhất là về ngôn ngữ ạ, thì ứng dụng có đa dạng ngôn ngữ, tổng cộng là 8 ngôn ngữ, thì điều đó có thể không chỉ là em trải nghiệm bằng tiếng Việt mà em có thể trải nghiệm bằng tiếng Anh ạ. Thì từ đó cũng có thể cung cấp cho em một số thông tin mới về các từ ngữ mới về tiếng Anh, qua đó thì em có thể học được từ vựng luôn ạ. Thông qua việc số hóa công nghệ về lưu trữ cùng các phần mềm tái hiện đa phương tiện, công chúng sẽ được tiếp cận, khai thác và tương tác mà không làm tổn hại đến di sản di tích. Cái công nghệ nó sẽ hỗ trợ, và thêm nữa thì có những cái tour đó thì quý khách không đến được trực tiếp tại bảo tàng cũng có thể tham quan qua mạng. Tiến tới chúng tôi sẽ xây dựng những cái tour tiếp theo về các chất liệu khác hoặc về loại hình nghệ thuật, và chúng tôi cũng mong muốn là có thêm các cái hoạt động trải nghiệm. Vâng, thưa quý vị, nhìn vào một bức tranh tổng thể thì phải thừa nhận rằng sự phát triển của bảo tàng ở Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung thì đang thực sự là chưa xứng tầm với tiềm năng. Trước đại dịch Covid-19 thì mỗi năm nước ta đón hàng chục triệu khách quốc tế và khoảng 80 triệu lượt khách trong nước, nhưng bình quân một bảo tàng chỉ đón khoảng 120.000 lượt du khách đến mỗi năm. Số bảo tàng đón trên 500.000 khách chỉ chiếm 5%. Và tổng lượng khách tham quan của tất cả 188 bảo tàng ở trên cả nước vào một năm khoảng trên dưới 6 triệu lượt, tức là chỉ bằng hơn một nửa so với khách mà đến với bảo tàng Louvre của Pháp. Vâng ạ, mọi sự so sánh thì đều là khập khiễng đúng không ạ? Vâng. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn ra thế giới thì chúng ta sẽ thấy con đường mà chúng ta cần phải hướng đến. Rất cần có thêm những bảo tàng hấp dẫn, góp phần tăng thêm thời gian lưu trú của những du khách khi mà họ đến với Hà Nội. Và nếu chúng ta biết trân trọng, đầu tư, khai thác và phát huy một cách có khoa học và một cách đúng cách thì sẽ tạo ra những sản phẩm văn hóa vô cùng đa dạng và hấp dẫn.